Và trong 3 ngày 3 đêm vừa qua thì đã có những trải nghiệm rất là tuyệt vời của cái chương trình mà doanh nhân thông tin đến đảo Cù Lao Xanh. Và em sẽ kể cho mọi người nghe về một cái chuyến hành trình rất là thú vị, và đặc biệt là phải làm video này gấp bởi vì là nó thật sự rất là tuyệt vời. Cái ngày đầu tiên khi mà em bước chân xuống sân bay của Quy Nhơn thì đã có một cái sự đón tiếp rất là nồng hậu từ đoàn sáp nhập lại từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để chúng ta để tiếp tục là sẽ có một chuyến hành trình đi qua đảo Cù Lao Xanh. Và tiếp theo là đó là cái sự nồng hậu rất là chan chứa tình ấm áp, tình thương chu đáo của anh chủ đảo là anh Nam Phạm Nam và chị Lê Thị Liên, và hai anh chị là chủ đảo của Cù Lao Xanh. Và rồi em đã có một cái trải nghiệm rất là trên cả tuyệt vời và chưa bao giờ có trong cuộc đời của mình, là chính là đi cano nhưng mà được tắm khô. Tức là sao? Tức là bởi vì ngày hôm đó thì trời rất là gió, nhưng mà khi mà lướt qua sóng như vậy thì giống như là mọi người tưởng tượng giống như là đi tàu lượn siêu tốc vậy đó, rồng lên rồng xuống, rồng lên rồng xuống, mình muốn bay ra khỏi cái cano luôn. Nhưng mà thật sự là trời rất là trong xanh và mát mẻ. Thì cuối cùng thì đoàn cũng qua được cái đảo Cù Lao Xanh. Và khi mà bước chân lên Cù Lao Xanh á, thì một cái không khí tươi sống và mát mẻ làm cho ai cũng cảm thấy là thật sự là giống như mình quên đi hết tất cả mọi phiền muộn, quên đi hết tất cả mọi công việc, dường như là Bắc Trung Nam tụ hội nên là chỉ có niềm vui cùng với nhau thôi. Khi mà bước chân lên đảo và ngay sáng, ngay buổi chiều hôm đó thì tụi em có một cái trải nghiệm, đó chính là đi thuyền. Và chưa bao giờ mà ngồi trên cái thuyền phao mà lái mà cứ lên trèo xuống té như vậy. Đấy. Và sáng sớm ngày hôm sau thì tụi em có một cái trải nghiệm, đó chính là chạy marathon xung quanh đảo. Và thật sự là chưa bao giờ vượt được qua chính bản thân của mình, chạy 3 km, nhưng mà có đồng đội và có tất cả mọi người cùng chạy thì tự dưng là chạy được luôn được 9 km và có thể là tham quan hết được cái hòn đảo rất là xinh đẹp này. Mọi người tưởng tượng nha, đá thì được xếp chồng cùng với nhau tròn chính, rồi cây cối thì xanh tùm, còn ở dưới thì là biển, còn hất lên thì là gió thì rất là mát rượi vào trong người luôn. Mà chạy thì không thể nào mà dừng, chẳng như là mình cảm thấy chán nản ở cái vùng đất này luôn á đó. Và tiếp theo sau đó nữa là sẽ có những cái đợt nữa là mình đi đốt lửa trại nè cùng với nhau và nhảy nhót, và đặc biệt nữa là một cái sự tiếp đón rất là chu đáo từ cái đội hậu cần nhà bếp, là phục vụ từng bữa ăn luôn mà rất là thơm ngon, mực thì giống như là rất là tươi sống, ăn vào thì thơm giòn tan trong miệng. Và đặc biệt nữa là đây là vùng miền mà kể cả là tụi em là có đi từ Bắc, Trung và Nam, nhưng mà cái mùi vị thì ai cũng ăn được và rất là tươi sống luôn. Thì sau khi mà trải nghiệm xong ở cái khu vực đảo Cù Lao Xanh thì chúng em đã quay ngược trở lại cái khu vực đất liền, nhưng mà bởi vì quyến luyến nhau quá không về được. Thế là phải ở lại một hôm nữa đấy. Và cuối cùng thì ngày hôm nay là phải đặt chân lên sân bay để có thể là bay về Thành phố Hồ Chí Minh để có thể tiếp tục cái công việc của mình. Thì em đang muốn làm cái video này để có thể là gửi lời cảm ơn rất là chân thành đến cái người đầu tiên, đó chính là thầy Eroka Thanh đã tạo ra được một cái chương trình để có doanh nhân khắp ba miền Bắc Trung Nam để có thể tụ hội nơi đây, để giúp cho tụi em có những cái cảm nhận rất tuyệt vời như thế này, gắn kết nhau. Và chắc chắn là trong khoảng thời gian sắp tới thì chúng ta sẽ có nhiều những cái chuyến đi như thế này nhiều hơn. Cảm ơn cái sự đón tiếp rất là nhiệt tình từ anh Bùi Quang Đúng, chủ nhà hàng tiệc cưới Thanh Hà, và cảm ơn sự chu đáo nhiệt tình của anh Nam và chị Liên tiếp đón từ cái lúc mà đoàn qua đảo Cù Lao Xanh chăm sóc đoàn, và đến cái thời điểm cuối cùng đó là tụi em rời cái sân rời từ Quy Nhơn lên sân bay, và anh còn book cho tụi em là xe đến tận sân bay luôn đó. Thực sự là những cái trải nghiệm này rất là wow, và chắc chắn rằng là đảo Cù Lao Xanh sẽ phát triển hơn nữa, và chắc chắn là phát triển ở trên quy mô là 1.000 người chứ không phải là quy mô 100 người nữa. Và cuối cùng thì cảm ơn những cái người của người dân ở Quy Nhơn, và những cái người mà đồng đội ở Quy Nhơn, đó chính là chị Đỗ Thanh Vân đã cho tụi em những cái cảm giác rất là chu đáo này, rất là thân thiện này, rồi dẫn đi mua quà các rồi. Nói chung là ở đây mà không muốn đi về luôn. Thì ngày hôm nay có chia sẻ những cảm nhận như thế này, và cũng để lưu lại những cái khoảnh khắc, những cái kỷ niệm này như thế này, bởi vì phải nhanh tranh thủ bấm máy nhanh chứ không thôi là về nhà sẽ quên mất tiêu. Thì video đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe em ạ. Bye.